ly đây 10.000 nha anh em. Ngồi đây ăn luôn cho anh em xem nha. Đã lắm anh em. Hello anh em nha. Hôm nay cho vòng hết đồ ăn, chạy ra mua cái thùng thùng mì gói luôn. Sẵn đi qua mua cái kem, cái kem mà có hứa anh em là sẽ quay cho anh em xem đó. Cái kem Misua đang hot mấy tuần này, mình do đó mình mua mình ăn thử, trải nghiệm thực tế cho anh em xem luôn, xem bán ra làm sao, giá thành như thế nào, chất lượng có ổn không. Mình thấy nhiều anh em cũng vô mua đứng đầy đường hết á, ai cũng đứng đầy đường cầm cái kem nó ăn không à. Mình tới mình mua trực tiếp xem cho anh em trải nghiệm nha. Đang đi trên đường mua xong rồi đi về nè, ly cà phê sữa nữa, quên bạc xỉu, bạc xỉu mình pha rồi, mình hay uống bạc xỉu lắm. Mỗi lần đi đâu hay đi về ghé vô làm một ly bạc xỉu đi. Bây giờ đang đi trên đường Phan Lưu nè, sắp sửa ghé vô Phan Xích Long rồi. Thì cái tiệm kem Misu đó đang ở trên gần nhà mình luôn, gần cái chỗ mình ở luôn, cái chỗ đường bạn biết luôn. Thì đi ngang qua ngang lại thì mình thấy họ để cái hình nộm á, hình cái kem ngay trước quán đẹp lắm. Để mình tới mình xem như thế nào, xem như thế nào mà thấy mấy thanh niên thiếu nữ rồi vô mua nhiều lắm. Mua không biết ở mấy cái tỉnh khác có cái thương hiệu này chưa, nhưng mà ở trong Sài Gòn thì hầu như mình đi mình thấy bắt đầu nó marketing đó anh em ạ. Giống như cái cà phê muối hôm bữa mình video trước mình có quay cho anh em rồi đó. Cái thương hiệu này cũng làm y như vậy, tương tự. Thấy nó mở nhiều chi nhánh, nhiều chuỗi lắm. Thì bây giờ mình qua cái chuỗi gần nhất mình biết là Vạn Kiếp. Mình tính chạy xe rồi cắt đồ đạc rồi ra đi bộ rồi ăn luôn. Nhưng mà mất công đi ra đi vô nữa. Đồ đạc đang cồng kềnh trên xe này chứ. Vô dứt luôn nữa, nóng hổi luôn. Chứ ra vô rồi cũng lại mất công rồi. Nó đang đi trên đường Phan Xích Long này. Thì quang cảnh bây giờ là bao nhiêu? Bây giờ là 8 giờ rưỡi tối. Thì phố sáng như thế này, xe qua lại như thế này nè, gió thổi vô mát lắm anh em ạ. Do lúc 4-5 giờ chiều thì có cái trận mưa cũng nhỏ à, mà đều nó đủ làm mát, làm cái đường nó bớt nóng luôn. Quán lẩu đây mình đi ngang qua ngang lại hoài quán quán lẩu Hu Tông á. Thì bữa nào anh em đăng ký kênh đầy đủ à, vô quay hết cái tất cả cửa hàng trên cái con đường Phan Xích Long này cho anh em xem. Cũng đâu phải chữ đạn chữ lúa đầy đủ chứ, quay không biết, quay không khéo lỗ thấy bà luôn. Tiền bạc chưa thấy đâu, thấy ra tiền đã đóng rồi. Lại đèn đỏ nữa. Ở trên cái đường Phan Xích Long này nhiều quán ăn ngon lắm anh em ạ, mà mình chưa bao giờ vô. Bạn nhìn nó trang trí ở ngoài rồi bóng bẩy đẹp đẽ, còn mấy thương hiệu nước ngoài không à, Hàn Quốc, Nhật Bản đồ xa xỉ rồi, đâu hợp với mình. Ủa trời ơi, mình nghèo thấy bà luôn, nhìn mấy thương hiệu đó nó làm ghê quá, cho nên chưa đủ dũng khí mà bước vô đưa đạn cho tụi nó. Đợi ít bữa nữa đi, ít bữa có đạn về xong vô nó phi vô quay luôn cho anh em xem. Muốn nhậu đông nghẹt luôn nè, đông lắm. Thấy người ta mở ngon lành chứ mình bắt chú mình mong em mở giống họ là mình quan sát này.
tới cái tỉnh Kem rồi nè. Mình đang đi trên đường bản kết rồi đây. Phía tay trái mình dừng xe lên em thấy không? Để mình vô luôn nha. Đây, tỉnh Kem đây. Ở ngoài nhìn vô mình cũng thấy cũng có nhiều khách đợi đó anh em à. Đây, tới quán Kem rồi. Thấy cái hình này Kem đẹp không? Vô nha, bước vô thành đỏ rồi. Order ở đây luôn em. Ờ, lấy em đem một cây mốc quế chị. Ủa, ở đây trên đây cũng có chỗ ngồi ăn luôn hả? Ly đây 10 ngàn nha anh em. Rẻ mà, đâu có mắc đâu. Hình như nó có nhiều, nó có nhiều, không phải bán kem không đâu, bán nước uống rồi nữa. Dao động từ 10 ngàn tới 25 ngàn. Thì cũng khá rẻ. Để ngồi đây ăn luôn đi. Ngồi ăn luôn cho anh em xem. Để ăn luôn cho anh em xem nha. Đã lắm anh em. Mua cái kem này là cái kem kem ốc quế. Ngon quá. Nước nó chảy tôi luôn mà. Trời, ra ngoài nó nóng quá, thời tiết còn bên ngoài nóng rồi nó chảy kem hết luôn rồi. Trời ơi, nó chảy từ lua luôn. Anh em biết Sài Gòn nóng cỡ nào rồi đó. Chảy quá trời luôn. Cái này biết nãy vô xin cái muỗng nào. Nó ra ngoài nó chảy rồi. Bây giờ 8:30 rồi mà nó nóng cỡ đó là anh em hiểu rồi. Nó chảy nè. Chảy quá trời. Nhưng mà ngon lắm. Chảy trơn à. Quá trời quá đó. Giá cây kem này 10 ngàn cũng rẻ mà không có mắc đâu. Ngon quá nè. Quan cảnh cái quán mì xưa là như thế này. Trước là nó trưng một cái như dạng mai nó canh á. Chảy đồ lô luôn. Mà biết trong này nóng cỡ nào rồi đó. Cái thương hiệu này mấy cái tỉnh lẻ nó có vô rồi. Trong thành phố đi đầy luôn. Nước chảy đồ lua à. Giờ ráng ăn hết luôn rồi. Phải dở chứ. Vô ngon nó ngồi ăn luôn cho mát. Kem nó khỏi chảy nó ra nó nóng nó chảy đồ lua á. Trời nóng ăn cây kem nó đã ghê. Miếng này miếng cuối nha. Đớp cho nó hết luôn. Ngon lên đi. Rồi, cảm ơn. Cái này này trời nóng nóng dẫn gia đình ra. Gia đình còn tốt con nít con nhỏ rồi. Dẫn ra ăn lạ lắm.
rồi giờ ăn uống ăn cái cây thôi, về về ăn cơm cơm ngủ nghỉ nữa đó. Thì cái kem vi xua mà nó đang thịnh hành, đang chen lên như cái cà phê muối này, vô mình mua mình ăn tại chỗ luôn, trần thực tế cho anh em xem luôn đó. Thì anh em thấy sao, mình thấy cái cây kem giá 10.000 cũng khá rẻ, với lại này mình chọn cái kem ốc quế ngon lắm, cái kem nó kem quốc dân ai ăn cũng được đó. Thì mấy ngày hè nắng nóng thì nhà nào mà có con nhỏ rồi dẫn cả gia đình ra nguyên team ngồi trong đây, có phòng máy lạnh đồ, có chỗ trên lầu nữa, hồi nãy hỏi trên lầu có chỗ ngồi không, nhân viên kêu có trên đó nữa, nó đi vô đó ăn uống vui mát mẻ nữa, giá thành hợp lý nữa. Thì cảm ơn anh em xem video đến giờ lúc này nha, nếu thấy hay cho mình like và cho mình một đăng ký kênh nữa. Rồi, ba anh em nha.